Hello, chào các bạn nha. Hôm nay mình quay cận cảnh cái máy ấp trứng lươn của mình nha các bạn. Mình đang tiến hành mình vớt những cái trứng ung mình bỏ nha các bạn. Giờ rảnh quá không biết làm gì, ngồi ra ngắm nghía thành quả của mình tập sự nuôi lươn đẻ nha các bạn. Ổ này cái con nó để trứng quá trời luôn, có một ổ một các bạn. Cái trứng ung là những cái trứng màu trắng các bạn. Cái này khoảng ngày mai, ngày mốt, hai ngày là cái máy ấp trứng này của mình nó nở hết trơn con luôn các bạn. Nở hết luôn á. Bây giờ hiện tại nó đỏ trứng hết trơn rồi nè. Sáng ngày mai là nở một con. Sắp hết luôn á. Đó, các bạn thấy nha, máy ấp trứng mình đã không các bạn. Các bạn thấy nó đảo trứng đều không mà nè. Cái ổ này cũng giá cũng đếm cũng khoảng là 200 đến 300 trứng nha các bạn. Hôm nay mình làm ổ nó đẻ. Nhìn quá trời. Đây là cái hồ lươn đẻ của mình đây. Mình cho nó ăn. Nó quậy đục ngầu. Ở đây là cái hồ lươn thịt của mình. Nói các bạn ha. Cho ăn. Hồ lươn đẻ của mình, cái khởi điểm khởi nghiệp của mình từ cái hồ lươn đẻ này nè các bạn. Mình cho nó ăn thì nó lươn lên kìa các bạn, đó nó lên ăn đó các bạn không. Đây mình đang cái điểm mô hình ở bên đây các bạn, hồ đẻ thứ hai, cơ thứ ba của mình, hồ này mình làm lớn nè. Nè các bạn thấy không, lươn đang làm ổ rồi các bạn thấy không. Mình khởi nghiệp lươn của mình các bạn, nó cũng gần vào quy trình hết rồi. Đây là cái hồ lươn bột của mình đây, lươn giống đó các bạn. Mình cho nó vào đây rồi nè. Hồ này được rồi, mình gan mẻ mình bỏ bên cái hồ mà nãy mình quay cho bạn coi đó, lên hồ lươn thịt đó các bạn. Còn đây là cái hồ lươn dần
lươn giống nè, lươn giống phân cỡ đó các bạn. Mình đang tiến hành, mình đang cũng đang tiến hành mình làm cho nó ăn các bạn. Nhẹ hơn các bạn không? Mình cho kiến lên ăn ba cái thức ăn đó các bạn, thức ăn 40 đạm à. Nè các bạn, nhiều lắm. Giờ như các bạn nhóc luôn á. Nó bu trên này nè, trên tay mình đó nè, tay mình nè.